Đang thân thiết bạn gì, Harry Won bất ngờ than trách Trường Giang, sao anh nỡ đốt nhà vợ chồng em. Đăng tải clip có tựa đề Trường Giang đã từng nhiều lần đốt nhà vợ chồng Trấn Thành Harry Won, nữ ca sĩ ai oán. Sao ca nỡ đốt nhà vợ chồng em vậy? Thời gian vừa qua, Trấn Thành Harry Won và Trường Giang có nhiều dịp tham gia chung các chương trình truyền hình. Mỗi dịp kết hợp cặp vợ chồng ngôi sao và mười khó luôn có những màn đấu tố hài hước mang lại cho người xem từng tràng cười thích thú. Mới đây, Harry Won chia sẻ clip tổng hợp những lần vợ chồng cô đụng độ với ông xã Nhã Phương trên sân khấu. Đăng tải clip có tựa đề Trường Giang đã từng nhiều lần đốt nhà vợ chồng Trấn Thành Harry Won. Nữ ca sĩ ai oán nhắn nhủ đàn anh, sao ca nỡ đốt nhà vợ chồng em vậy nè. Trấn Thành và Trường Giang được biết đến là những danh hài hot nhất của làng giải trí Việt. Hai ngôi sao thường xuyên được mời tham gia chung trong các chương trình truyền hình. Thân thiết trên sân khấu là thế, nhưng danh hài họ Huỳnh và Mười Khó từng vướng nghi án bằng mặt không bằng lòng. Cặp sao từng nhiều lần được khán giả đặt lên bàn cân so sánh về tài năng, tài sản và độ đào hoa. Đối diện với tin đồn không hay, Trường Giang từng thừa nhận anh với ông xã Harry Won cạnh tranh công bằng để tiến bộ chứ không phải vì ganh ghét đố kỵ. Trấn Thành cũng khẳng định, chúng tôi cạnh tranh công khai và tử tế với nhau. Đã làm nghề này, ai cũng muốn đứng đầu bảng, tôi tin Trường Giang cũng muốn thế. Không chỉ Trấn Thành, mối quan hệ của Trường Giang với Harry Won cũng gây chú ý. Chàng hề xứ Quảng liên tục đòi thay MC đồng hành với mình trong chương trình Nhanh Như Chớp bởi Harry Won nói quá khó nghe. Bạn đời Nhã Phương còn tố nữ ca sĩ gốc Hàn làm ít nhưng lương lại rất nhiều. Thậm chí Trường Giang cho rằng Harry Won chưa bao giờ làm đỡ việc cho đồng nghiệp, trong khi anh rất nhiều lần làm như vậy. Sau đó, ban tổ chức Nhanh Như Chớp đã lên tiếng cho rằng hai MC chỉ đùa giỡn nhau chứ không hề có mâu thuẫn. Tuy nhiên, Trường Giang và Harry Won sau đó lại liên tiếp để lộ những điểm lạ khi kết hợp dẫn chung trong show Siêu Bất Ngờ. Khi bị người chơi đá xoáy là nói dối, danh hài xứ Quảng nhanh chóng thanh minh. Hai MC chúng tôi ngay lập tức Harry Won cắt lời, họ đâu có nhắc tới em đâu, em không liên quan gì nên anh đừng lôi em vào. Dù vướng nghi án không ưa nhau, nhưng vợ chồng Trấn Thành Harry Won lại thường xuyên được mời tham gia chung các chương trình. Mỗi lần đứng chung khung hình, ba ngôi sao luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Gạo nếp gạo tẻ lần đầu tiên làm nên kỳ tích trong 24 năm của giải thưởng Mai Vàng, chiếm trọn tình cảm khán giả và sự công nhận của giới chuyên môn. Gạo nếp gạo tẻ đã xuất sắc đoạt 4 giải Mai Vàng ở tất cả các hạng mục được đề cử và trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất lịch sử Mai Vàng suốt 24 năm qua. Sau 2 giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2018 và giải phim truyền hình được yêu thích nhất 2018, bộ phim Gạo nếp gạo tẻ tiếp tục thắng lớn khi cùng lúc đoạt 4 giải Mai Vàng ở các hạng mục: bộ phim truyền hình được yêu thích nhất, nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất Trung Dũng, nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất Thúy Ngân, ca khúc được yêu thích nhất Đi tìm tình yêu. Lời Việt, Đinh Trung Chính trình bày Ôn Vĩnh Khang. Và lập kỷ lục là phim truyền hình thắng nhiều giải nhất lịch sử 24 năm giải Mai Vàng. Bên cạnh đó, Trung Dũng và Thúy Ngân đã được tôn vinh và đứng trong top 10 nghệ sĩ của năm trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24. Chia sẻ cảm xúc về những chiến thắng tại giải Mai Vàng, đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết, bên cạnh hai giải thưởng dành cho bộ phim, tôi rất vui và hãnh diện khi Gạo nếp gạo tẻ được trao hai giải về diễn xuất dành cho diễn viên Trung Dũng và Thúy Ngân. Thực tế, kịch bản Gạo nếp gạo tẻ đã tạo điều kiện cho tất cả các diễn viên thể hiện tài năng diễn xuất của mình, và với sự cộng hưởng của nhiều yếu tố đã giúp các vai diễn chinh phục trái tim khán giả. Cảm ơn khán giả cả nước đã yêu mến, theo dõi và đồng hành cùng hơn 100 tập phim trong suốt thời gian qua. Trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng 2018, Thúy Ngân Trung Dũng không khỏi xúc động khi lần đầu tiên được cầm trên tay tượng Mai Vàng danh giá và có mặt trong top 10 nghệ sĩ của năm. Nữ diễn viên Thúy Ngân bồi hồi chia sẻ, được xướng tên trong lễ trao giải Mai Vàng 2018, Thúy Ngân hạnh phúc vô bờ bến. Thúy Ngân rất vui và vinh dự khi vai diễn của mình đã được khán giả đón nhận. Xin trân trọng cảm ơn đơn vị sản xuất, đạo diễn, biên kịch và các diễn viên, ekip đoàn phim. Và đặc biệt, Thúy Ngân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các khán giả đã yêu mến bình chọn cho Gạo nếp gạo tẻ và vai diễn của Thúy Ngân. Diễn viên Trung Dũng bày tỏ, xin trân trọng cảm ơn đạo diễn biên kịch đã cho Trung Dũng cơ hội để đến với giải Mai Vàng với một vai diễn rất hay, thể hiện được năng lực diễn xuất. Trung Dũng rất xúc động vì không chỉ được khán giả yêu thương đề cử và bình chọn, mà còn vì giải thưởng đã chứng minh phim Gạo nếp gạo tẻ xứng đáng là một bộ phim của khán giả truyền hình cả nước. Ngay sau khi ban tổ chức công bố giải thưởng, dàn sao Gạo nếp gạo tẻ gồm nghệ sĩ ưu tú Minh Đức, nghệ sĩ Mai Huỳnh,
Hoàng Anh, Thanh Thức, Phương Hằng, Phạm Anh Tuấn, Boca, Ngọc Thuận đã cùng nhau chia sẻ niềm vui cùng các khán giả và ekip. Thanh Thức tường của Gạo Nếp Gạo Tẻ cho biết, chúc mừng Gạo Nếp Gạo Tẻ giành chiến thắng với rất nhiều giải thưởng do giới chuyên môn và khán giả bình chọn trong năm 2018. Thanh Thức tin là tập cuối của Gạo Nếp Gạo Tẻ sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Gạo Nếp Gạo Tẻ thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả cả nước và báo chí truyền thông. Phim đã có mặt trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam 2018, top trending YouTube Việt Nam 2018 với tổng lượt sắp xỉ 1 tỷ và vẫn đang tăng lên hàng giờ. Hiện phim đã phát được 108 tập. Và tập cuối cùng sẽ được phát sóng lúc 20 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 1, 2019 hôm nay. Năm ngoái Cầu Hôn bị ban tổ chức cạch mặt, hóa ra Trường Giang vẫn xuất hiện ở Mai Vàng 2019 theo cách đặc biệt. Sau phần nhận giải thưởng Mai Vàng 2018, Lâm Vĩ Dạ đã không quên gửi lời tri ân chân thành đến Trường Giang, người đã đỡ đường cô rất nhiều để có tên tuổi và thành công như ngày hôm nay. Sau màn Cầu Hôn chiếm sóng trực tiếp Nhã Phương hồi đầu năm ngoái trên sóng truyền hình, thì năm nay ban tổ chức Mai Vàng 2018 đã loại tên Trường Giang ra khỏi danh sách đề cử. Ban tổ chức từng cho biết sau hành động chiếm sóng, nay Trường Giang vẫn không hề gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, cũng như các nghệ sĩ cắt sóng vì quá thời gian trực tiếp trên sân khấu. Tuy nhiên, một điều bất ngờ khi tên của Trường Giang vẫn được nhắc trên sóng trực tiếp năm nay, sau khi Lâm Vĩ Dạ nhận được giải thưởng nghệ sĩ hài được yêu thích nhất khi tham gia chương trình 7 nụ cười xuân cùng Trường Giang cùng nhiều khách mời khác. Lâm Vĩ Dạ vinh dự nhận giải nữ nghệ sĩ hài được yêu thích nhất từ nghệ sĩ Hữu Châu và Bạch Tuyết. Trên sân khấu, Lâm Vĩ Dạ xúc động rất nước mắt. Dạ xin gửi lời tri ân đến khán giả, gia đình và đặc biệt gửi lời xin lỗi chồng và con vì anh và các con đã chấp nhận sống khác biệt với những gia đình khác để em có được những thành công như ngày hôm nay. Và xin được gửi lời tri ân đến ekip 7 nụ cười xuân và còn một người nữa em muốn gửi lời tri ân là nghệ sĩ Trường Giang, vì nếu không có Trường Giang thì sẽ không có cái tên Lâm Vĩ Dạ của ngày hôm nay. Sau lời cảm ơn xúc động, Lâm Vĩ Dạ đã nhận được tràng pháo tay của mọi người trong khán phòng. Đây là giải thưởng lớn đầu tiên của Lâm Vĩ Dạ sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật. Cộng đồng mạng mỉa mai Thư Dung mặc giày như bê tông, ăn mặc lố lăng đến dự Mai Vàng dù không ai mời. Khi phát hiện ra sự xuất hiện của Thư Dung, ban tổ chức đã mời cô ra về vì không hề có tên trong danh sách khách mời. Phướng lùm xùm bán thân nghìn đô, Thư Dung trở thành cái tên bị không ít người tẩy chay, mặc dù đã lên tiếng đính chính rằng cô mới chỉ vào khách sạn gặp mặt đại gia để nói chuyện, chứ chưa làm gì, quần áo vẫn còn nguyên thì đã bị công an ập vào, nhưng chẳng mấy ai cảm thấy lời giải thích của dân dài sinh năm 1995 này lọt tai. Trong một talk show trên truyền hình, Thư Dung khẳng định mình không làm gì sai nên không sợ. Cô sẽ sớm quay trở lại showbiz và lấn sang vai trò mới trong lĩnh vực điện ảnh. Thư Dung hồn nhiên xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng. Cô thậm chí còn có mặt từ rất sớm khi chương trình vẫn chưa bắt đầu. Chưa biết sự cố gắng của Thư Dung thế nào, nhưng mới đây cô lại tiếp tục bị mất điểm trong mắt công chúng. Khi diện một bộ đầm màu vàng lòe xòe sẽ quá cao để khoe dáng trên thảm đỏ của lễ trao giải Mai Vàng, một thành viên của ban tổ chức cho biết Thư Dung đã đến từ rất sớm khi lễ trao giải chưa diễn ra và vô tư tạo dáng như thể mình là một ngôi sao. Tuy nhiên thực tế cô nàng không hề có tên trong danh sách khách mời, chính vì vậy mà đại diện ban tổ chức đã mời cô ra về. Thế nhưng không hiểu chân dài này nghĩ gì mà bị đuổi về, nhưng cô vẫn quyết tâm nán lại đến tận khi kết thúc phần livestream trên thảm đỏ và mọi người đã vào hết bên trong nhà hát. Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thư Dung xuất hiện trong một sự kiện uy tín như giải Mai Vàng. Điều này đã khiến ban tổ chức rất bức xúc, vì đây là một chương trình truyền hình trực tiếp và uy tín, nên việc để hình ảnh một người đẹp vướng vào tin đồn xấu sẽ tạo nên sự phản cảm cho những người theo dõi chương trình. Hành động của Thư Dung cũng lập tức làm dân mạng nổi sóng. Nhiều người đánh giá hành động của Thư Dung là lố lăng phản cảm, thậm chí dành cho cô những lời bình luận nặng nề như mặt dày như bê tông cốt thép, hay lại còn thuê cả đội diễn viên quần chúng đi theo giả vờ làm fan nữa, bó tay. Tuy nhiên Thư Dung đã nhanh chóng xóa hết những bình luận này và chỉ để lại những comment khen ngợi cô. Bên cạnh đó Thư Dung cũng phân trần, cách đây một tuần có một người bạn của em nhắn là bạn có hai vé Mai Vàng, nhưng bạn của bạn ấy không bận không đi được nên rủ em đi cùng. Em thừa nhận em không được mời đích danh vì em không phải nghệ sĩ được đề cử hay tham gia những tác phẩm phim ảnh được đề cử. Em từ chối nhiều lời mời event khác nhưng lại rất thích giải Mai Vàng vì năm sau em chuyên tâm đóng phim nên đã tham dự cùng bạn em.
Mai Vàng có hai lớp soát vé nên nếu không có vé thì không thể dự được, trong khi em ngồi xem đến cuối giờ. Khi biết em đến tham dự, ban tổ chức cũng nhắn em là nếu biết em đến dự thì sẽ khuyên em không nên đến vì sợ ồn ào, vì ban tổ chức không muốn có thông tin không hay sau chương trình. Nhưng em lỡ chuẩn bị trang phục rồi thì chờ nghệ sĩ đi xong rồi mình đi cuối. Em cũng buồn khi nghe thông tin như vậy, nhưng lỡ tới rồi nên em tham dự. Thật lòng em muốn xin lỗi ban tổ chức vì đã làm mọi người khó xử. Đi xong thảm đỏ em xin phép về trước vì nghĩ phiền ban tổ chức. Khi lên xe đi được một đoạn thì bạn bên ban tổ chức có nhắn em là đã hội ý ban tổ chức rồi, lỡ tới thì cứ vào dự, em rất thích và yêu mến chương trình nên vào trong dự đến cuối giờ mới về, chứ không có chuyện không có vé hay làm lố trên thảm đỏ như người ta viết. Dù ban tổ chức đã mời Thư Dung ra về nhưng cô vẫn dứt khoát nán lại. Hành động của chân dài người Hà Giang khiến ban tổ chức rất bức xúc.